Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh An ninh Thế giới. Tiêu điểm quốc tế hôm nay sẽ bàn về người cướp bị phản bội, bài học cho các đồng minh của Mỹ của tác giả nhà báo Lập Nguyễn và sau đây là nội dung chính. Người cướp bị phản bội, bài học cho các đồng minh của Mỹ. Có vẻ như việc tìm cách dựa vào Mỹ để bảo vệ mình vào thời điểm khủng hoảng là một việc làm hết sức mạo hiểm, hoàn toàn không dành cho người nhát gan hãy xem trường hợp Mỹ gạt bỏ một cách bất ngờ và không thương tiếc người Kurd ở Syria, những người sau nhiều năm chiến đấu cùng với lính Mỹ và hy sinh tính mạng của họ để phục vụ cho những mục tiêu của Washington. Và giờ đây số phận của họ lại được phó mặc cho Thổ Nhĩ Kỳ, kẻ thù truyền thống của người Kurd, đỉnh đoạt. Người Kurd không phải là trường hợp duy nhất. Và nếu như ai đó cho rằng người Kurd chỉ là trường hợp duy nhất, thì hãy thử hỏi người Saudi Arabia xem. Saudi Arabia đã dành hàng trăm tỷ đô mua các trang thiết bị quân sự của Mỹ để rồi nhận được câu trả lời của tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia mới đây không cần đến phản ứng quân sự của Mỹ. Và nếu Saudi Arabia vẫn cảm thấy dễ bị tổn thương thì họ có thể tăng tiền trả cho Washington để đổi lấy việc Mỹ sẽ gửi thêm một ít quân đến nước này. Theo nhận định của báo The Straits Times, cách thức hành xử đầy thua bảng và bất ngờ mà ông Trump dường như đã chuẩn bị để phản bội lòng tin của quốc gia được coi là những đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong nhiều thế hệ đang khiến các lãnh đạo của nhiều quốc gia phải dùng mình. Sau 30 năm thúc đẩy cái mà Tổng thống Mỹ Joe Rabbus đầu tiên đưa ra có tên gọi "trật tự thế giới mới", vai trò lãnh đạo của Mỹ đang suy giảm và các nước bản bè của Mỹ đang bắt đầu phải trả cái giá đắt từ Châu Âu đến Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nơi khác. Các nhà lãnh đạo nhiều quốc gia giờ đây đang tự hỏi liệu những sự đảm bảo về an ninh mà họ tin là sẽ nhận được từ Mỹ giờ đây có còn giá trị nữa hay không? Phải chăng các đồng minh của Mỹ đang gặp rắc rối? Và ngay cả những nước có quan hệ thân thiết với Mỹ như Israel cũng đang xuất hiện những nghi ngờ về giá trị của việc liên minh với Mỹ. Mỹ đã từ bỏ các đồng minh có ý nghĩa sống còn ở Syria theo quan điểm của ông Naftali Bennett, một chính trị gia kỳ cựu thuộc đảng cực hữu New Right của Israel, bài học cho Israel là hết sức đơn giản. Israel sẽ phải luôn tự mình bảo vệ mình. Việc Tổng thống Trump quyết định rút quân khỏi Syria, bất chấp số phận của những người đã chiến đấu vì đất nước Mỹ, cũng như không có sự tham vấn nào chắc chắn là một hành động tùy tiện và không được lên kế hoạch từ trước. Và đây sẽ được ghi nhớ như một trong những sự kiện tàn nhẫn nhất trong những ký ức gần đây. Tuy nhiên các đồng minh của Mỹ trên thế giới sẽ phải có sự chuẩn bị tốt để không phải hứng chịu những rủi ro bắt nguồn từ những hành vi tùy tiện gần đây của Washington ở khu vực Trung Đông. Thay vì chỉ biết than khóc với chủ nghĩa biệt lập ngày càng gia tăng của Mỹ, các đồng minh của Washington trên thế giới được khuyên nên tập trung vào việc đại tu lại các mối quan hệ và liên minh hiện đang tồn tại với Mỹ để làm cho chúng trở nên bền vững hơn. Không có bạn bè vĩnh viễn trong chính sách đối ngoại một điều mà các quốc gia cần ghi nhớ là chưa có một siêu cường nào trong lịch sử thực hiện các chính sách đối ngoại và an ninh của mình như một trò chơi đạo đức mà trong đó họ thực hiện mọi lời hứa và tôn trọng mọi liên minh. Như Henry John Stamble, tử tước Palmerston thứ ba người hai lần giữ chức thủ tướng Anh, nhận xét cách đây hai thế kỷ khi đất nước ông đang cai trị phần lớn thế giới rằng các quốc gia không có bạn bè hay đồng minh vĩnh viễn mà họ chỉ có lợi ích vĩnh viễn câu nói này được đưa ra vào thời điểm đế quốc anh đang thống trị thế giới và khi đó người anh chỉ có thể dự đoán số phận của những nước là kẻ thù của anh còn số phận của các đồng minh luôn là điều không thể đoán trước và tương tự như vậy mỹ cũng không có gì đặc biệt và các đồng minh hiện nay của mỹ cũng luôn biết điều này kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai phần lớn châu âu đã được hưởng lợi từ cái ô đảm bảo an ninh của mỹ được ghi trong hiệp bức tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato liên minh quân sự do mỹ cầm đầu ở châu âu nhưng người châu Âu cũng hiểu rõ rằng, việc Mỹ triển khai quân đội của mình ở châu Âu còn nhằm đảm bảo một điều nghe có vẻ trần trụi là trong trường hợp chiến tranh nổ ra, lính Mỹ sẽ không phải là những người đầu tiên bị thiệt mạng. Và điều này đảm bảo việc các nước đồng minh bắt buộc phải cùng tham chiến với Mỹ. Người châu Âu đã tuân theo logic này cho đến nay. Ba Lan, Romania và các nước Baltic nhỏ bé ở khu vực phía Bắc châu Âu đã phải vật lộn hết sức khó khăn về kinh tế để đảm bảo sự hiện diện quân sự của Mỹ trên mảnh đất của họ vì họ biết rằng đây là cách chắc chắn duy nhất để những đảm bảo an ninh của Mỹ có ý nghĩa không chỉ trên giấy. Và cũng chính vì logic này mà giờ đây các nhà lãnh đạo của Saudi Arabia đang phải nứt giận, giống đi sự thất vọng của mình trước thực tế là Mỹ đã từ chối cho hành động sau khi các cơ sở dầu mỏ của họ bị Iran tấn công cũng như phải trả tiền cho việc Mỹ điều quân thêm đến. Saudi Arabia không thể đẩy Mỹ vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran, và do vậy, sự hiện diện tiếp tục của lực lượng Mỹ vẫn là vô giá đối với nước này. Lịch sử về những lần người Kurd bị phản bội Một điều cũng đáng chú ý là mặc dù việc người Kurd ở Syria bị phản bội là một bi kịch, nhưng điều này đã diễn ra theo một mô típ lịch sử trên thực tế, người Kurd đã bị hầu hết các cường quốc bên ngoài can dự vào các vấn đề Trung Đông cũng như mọi chính quyền Mỹ thuộc cả Đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, lợi dụng và loại bỏ một cách vô đạo đức trong suốt nửa thế kỷ qua và một vài hành vi phản bội trong số đó. Chẳng hạn như việc Tổng thống Barack Obama đột ngột rút quân khỏi Iraq năm 2011 cũng gây ra nỗi sợ hãi cho người Kurd giống như hành động lần này của Tổng thống Trump. Khi tạo dựng liên minh với Mỹ ở Syria cách đây vài năm Người Kurd hiểu rất rõ ràng Đây là một cuộc hôn nhân vụ lợi Suy cho cùng Họ đã biết được những tiền lệ khủng khiếp trong lịch sử Và trên thực tế là Mỹ vẫn không muốn xa lánh Tổ Nhĩ Kỳ Kẻ thù không đổi trực chung của họ Tuy nhiên Người Kurd đã gạt sang một bên những nghi ngờ của mình Và vẫn tiến tới bắt tay với Mỹ một phần Là do họ hy vọng rằng Lần này Mỹ có thể làm nhiều hơn cho họ Và cũng bởi họ hầu như không còn sự lựa chọn nào khác Như Stephen Cook Chuyên gia về Trung Đông và Châu Phi thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ ở New York thẳng thắn thừa nhận nước Mỹ hùng mạnh và dối trá, trong khi đó người Kurd lại yếu kém và do bậy buộc phải tin tưởng Washington. Tất cả những điều này được nêu ra không phải là để biện minh cho những gì vừa xảy ra, mà chỉ để nói rằng chúng không hề là điều gì khác thường hay đáng chú ý cả. Hành vi phản bội của người Kurd ở cả Iraq lẫn Syria là một hành động chuẩn mực và bởi vậy không nên được diễn giải coi đây là ví dụ có sức thuyết phục về chủ nghĩa biệt lập của Mỹ. Về bản chất, đây là một hành vi phản bội. Một mặt Mỹ đã vứt bỏ một lực lượng dân quân phi nhà nước mà Washington từng sử dụng trong quá khứ. Và mặt khác, Mỹ đã phá vỡ cam kết của mình, theo đó sẽ đảm bảo về an ninh chính thức cho một quốc gia đồng minh. Tuy nhiên, người ta không hề nghi ngờ một việc là chừng nào Donald Trump vẫn còn ở trong Nhà Trắng thì không ai có thể dự đoán được các chính sách an ninh của Mỹ. Ông Trump không chỉ từ chối lắng nghe bất kỳ lời khuyên nào dành cho mình mà còn cho rằng không cần thiết phải có sự hiểu chiến lược và tin rằng tất cả các đồng minh của Mỹ chỉ là những gánh nặng, là những kẻ hưởng lợi miễn phí mà Mỹ chẳng mắc nợ gì cả. Hàng loạt các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã tìm cách thức tỉnh Donald Trump xung quanh những ý tưởng kỳ quặc mà chắc chắn sẽ không bao giờ thành công này. Những lời chỉ trích dường như cũng không làm thay đổi được con người giờ đây trở thành không thể thuyết phục được nữa. Nhưng các đồng minh của Mỹ cũng không nên tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng họ giờ đây đang đơn độc. Hướng đến tương lai vượt ra ngoài Trump Mặc dù hầu hết các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy rằng đa số người dân Mỹ đều đã mệt mỏi với các chiến dịch quân sự nước ngoài mà họ cho là đang lãng phí sinh mạng và cuộc cải của nước này. Nhưng đây không phải là quan điểm của cuộc máy chính trị và an ninh của Mỹ. Ông Trump có thể từ bỏ tất cả các nước châu Âu, coi họ là những kẻ yếu đuối, nhưng trên thực tế, sự lính Mỹ được triển khai ở châu Âu cũng như các nguồn tài trợ của Mỹ cho việc phòng thủ châu Âu vẫn đang tiếp tục tăng lên. Và điều tương tự cũng đang diễn ra cả với Trung Đông và châu Á. Tuy nhiên, việc các đồng minh của Mỹ cần phải chi tiêu nhiều hơn cho công tác phòng thủ của chính họ cũng là điều hợp lý. Điều này đúng cho tất cả các nước châu Âu lẫn Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước đồng minh khác của Mỹ trên thế giới. Việc gia tăng chi tiêu như vậy sẽ chấn an Mỹ vì không chỉ các liên minh giữa Mỹ và các nước này trở nên bình đẳng hơn mà còn vì điều này cho thấy các nước đồng minh sẽ chỉ tìm kiếm cái ô đảm bảo an ninh từ Washington khi tất cả các sự lựa chọn khác đều thất bại. Nhưng một lập luận có cơ sở vững chắc nhất để Mỹ phải trung thành với các liên minh là khi sức mạnh toàn cầu của Mỹ suy yếu đi. Lúc đó nhu cầu cần đến đồng minh của Mỹ sẽ tăng lên và khi nhu cầu này tăng lên thì đối thoại chiến lược giữa các nước đồng minh khi đó sẽ trở nên bình đẳng hơn và khả năng Washington từ bỏ các liên minh sẽ giảm đi. Người ta không nên hy vọng Trump sẽ nhất trí với lập luận này. Nhưng bất kỳ ai kế nhiệm ông Trump sẽ chắc chắn nhận ra rằng các liên minh cuối cùng sẽ trở nên hết sức cần thiết đối với nước Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi kiến đóng góp xin để lại phần comment. Đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để theo dõi được thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.